có những cái quả quả tạ của đường dây đấy, cái quả tạ đấy làm nhiệm vụ là tránh cái dao động đấy, được chưa? Nào, cái thứ tám là cái bài tập. Bài tập thì chúng ta đã học được ba chương rồi, chương nào cũng có bài tập. Đề nghị các em làm bài tập xong nộp lại cho thầy, trên cơ sở đấy thầy sẽ cho điểm quá trình. Chứ đợt này không còn cái chuyện là chấm vở bài tập nữa, mà chấm tất cả các bài tập thầy giao này. Được chưa cả lớp? Vâng Alo. ạ. Vâng Hả? ạ. Thầy Ok thầy. làm Chấm hết bài tập xong nộp các bạn ơi. đấy, chúng ta có ba chương, có ba bài tập ở cuối rồi đấy. Về Vâng ạ. làm nộp cho thầy nhá. Cứ tuần tuần chương nào nộp chương đấy đi. Được chưa? Đấy, nha. Xong rồi còn một cái chương phần lý thuyết nữa, thầy dạy xong thầy sẽ chữa bốn cái bài tập này cho các em. Được không? Vâng. Rồi hôm nay ta nghỉ ở đây đây, thầy mệt lắm rồi. Có thanh Vâng tra thì cũng chịu. ạ. Nha. Vâng. Bây giờ thầy. Rồi, Nghe bye thầy bye. ơi. Nghe thầy. Ăn nha. Thì ăn có ăn không? Thì ăn Làm không gì? ăn.